với mẹ tôi ở miền Trung xa xôi. Sinh tôi ra trong một hoàn cảnh khốn cùng. Rồi cha tôi mất sớm. Mẹ và tôi trôi dạt vào Sài Gòn, mong tìm được tương lai tại mảnh đất đôi người áo nhiệm này. Tuổi 15 năm, tôi đã cất tiếng sao giữa chợ để mong phụ mẹ đỡ đần phần nào trong cuộc sống. Bao đêm tôi hằng mơ ước được mang áo ấm, được một bữa cơm no và được cắp sách đến trường trẻ em. Rồi mơ ước nhỏ bé kia cũng đến với tôi. Tôi đã bước qua mảnh đời này, mảnh đời khác, niềm vui chưa trọn vẹn và nước mắt tôi lại rơi. Tôi không thể những số phận. Những số phận đó, những con người đó, họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ đi về đâu khi không có một mái nhà? Mùa đẹp bé, mồ côi ra sàn nắng, một cụ già tay cầm chiếc gậy tre, một bà lão cụ mơ nhà tầm chán xưa xa chưa nào. Họ không nhà. Đường đời sẽ có về đâu? Con tôi quay quanh nhớ về đâu? Khi mãi
Xin cảm ơn.